Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Giêsu không chỉ nói về sự sống đời đời, nhưng còn trao ban sự sống đó. Viết phần giới thiệu cho cuốn sách tựa đề Lazaro hãy ra khỏi mồ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong những trang này, chúng ta thấy một chân lý của Kitô giáo luôn hiện thực và phong phú. Chúa Giêsu không chỉ nói về sự sống đời đời, nhưng còn trao ban sự sống đó. Mở đầu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tác giả là cha James Martin tập trung vào điều mà Ngài cho là phép lạ vĩ đại nhất của Chúa Giêsu. Từ điểm này, Ngài khẳng định Kinh Thánh là cuốn sách Thiên Chúa nói với con người, là lương thực, là bức tư tình Thiên Chúa gửi cho con người trong mọi thời đại và mọi nơi. Kinh Thánh là một cơ thể sống động, một cuốn sách mở, một chứng từ sống động về một Thiên Chúa không chết trong mồ, bị chôn vùi trong những kệ sách bụi bặm của lịch sử, nhưng vẫn đang đồng hành với chúng ta. Hôm nay, chúng ta cũng hãy mở cuốn sách tạo nhiều hiếu kỳ này. Cuốn sách thuật lại một câu chuyện mà nhiều người biết nhưng lại ít người hiểu ý nghĩa sâu xa và trọn vẹn. Hơn nữa, trong những trang này, chúng ta có thể thấy một chân lý của Kitô giáo, tin mừng thì đời đời và cụ thể, liên quan đến đời sống riêng tư và nội tâm của chúng ta, cũng như lịch sử và đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ nói về cuộc sống đời đời, nhưng còn trao ban. Người không chỉ nói ta là sự phục sinh, nhưng còn làm cho Lazaro sống lại. Đức tin Kitô giáo luôn mang chiều kích giữa hiện tại và vĩnh cửu, giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Không bao giờ có điều này mà không có điều kia. Nếu chỉ có trần thế, thì điều gì sẽ phân biệt trần thế với một triết lý hay, với một lý thuyết vẫn tách rời khỏi thời gian và lịch sử? Và nếu Kitô giáo chỉ quan tâm đến đời sau, thì đây sẽ là một sự phản bội của chọn lựa mà Thiên Chúa đã thực hiện một lần cho mãi mãi cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa không giả vờ nhập thể, nhưng đã chọn đi vào lịch sử con người để lịch sử con người có thể được đồng hình đồng dạng như vương quốc Thiên Chúa. Thời gian và địa điểm trong đó hòa bình nảy mầm, niềm hy vọng thành hình và tình yêu làm nên con người sống. Lấy lại bình luận về đoạn tin mừng nói về sự sống lại của Lazaro của học giả Kinh Thánh người Ý Alberto Marchi, Đức Thánh Cha viết, với phép lạ này, Chúa Giêsu không dạy chúng ta quá nhiều về người chết được sống lại, nhưng người sống không chết. Đây là một định nghĩa đầy nghịch lý. Tất nhiên người chết sống lại, nhưng sự thật là khi nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta những người sống, chúng ta không chết. Cái chết chắc chắn sẽ đến. Chúng ta nhìn thấy biết bao cái chết xung quanh, bất công và đau đớn bởi chiến tranh bạo lực. Nhưng con người được định sẵn cho cuộc sống đời đời. Nếu sử dụng hình ảnh hình học với nửa đường thẳng, chúng ta biết cuộc đời chúng ta có điểm khởi đầu, nhưng cuộc sống chúng ta hướng đến vĩnh cửu, và điều Kinh Thánh gọi là cuộc sống đời đời là cuộc sống đang chờ đợi chúng ta sau cái chết, và chúng ta có thể chạm vào cuộc sống đời đời này khi chúng ta không sống ích kỷ, làm chúng ta buồn bã, nhưng sống với tình thương mở rộng trong tâm hồn. Chúng ta được tạo dựng cho cuộc sống đời đời. Những trang sách này và sự sống lại của Lazaro nhắc nhở chúng ta điều này.